หน่อยนี่มันลงนันจูนี่หลุดลงอ่ะที่จุดปัวก้าเmấy anh em tận dụng luôn mấy cái nồi của hai ông bà để mà nấu nướng luôn này. Rau của tôi phải tạt trứng nỏ. Có nhiều tì li nó là xì tì li nó nhở? Hồi trái là. Lúc họ trong tài vô một nhót họ tự thế đi à? Có tài đó cũng chỉ thế. Bao cua đó giờ thì con chỉ tài tính bén sẽ bén lại. Xem là hướng nhà xem chủ nhà thích vào hướng nào. nên chuyện muốn dân cha họ nó mua thì họ lú sa đào họ lú vỏ hạt họ về lú từ trong sổn tê nó gió lắm nó gió không à nó lú sổn tê nên chuyện quan đây cái đây nhưng mà tua là mong một cho toàn nên chuyện chân nhọt trong sổ các tổ chỉ coi anh thấy tích lạch chuyện này hả? Tích lạch chuyện đó, tôi chỉ cho gạch chi tiết kìa. Con chủ của anh nhờ đa rồi đâu gọi là. Mình sẽ nhớ chân như tí cua chứ. Dạ. Đây và bây giờ thì mấy anh thợ đang đo đạc cái nhà của ông bà. Thì ông bà cũng định hướng là cái nhà của ông bà sẽ quay ra chỗ cái đỉnh đồi các bạn này, chỗ cái đỉnh đồi mà có một quả đồi ở giữa đó. Đấy, đấy là cái cửa chính sẽ quay ra đấy. Tôi biết tên nó là hả? Tình này nó có trên này nè. Tìm anh thì lôi đồ tao ăn dưới tao á. Cho anh tìm cho nó mất tiền cho tích kê hay như vậy. Bây giờ tao có tìm luôn là dạng người ta rất tìm tí. Được rồi, cái đi cháo đấy tao cũng được. Tịch cho tao, chỉ tao một tí ở nhà tao nó mới méo xẻ. Có phải nó là anh tí độ này vô vô gì nó đúng không cái đá là xíu này có chuyện này không? Chỉ chủ yếu nó tên là bò. Lúc trong thì ho mà là chỉ lúc sọ hố. Lúc đặng thì là để cả cái nhiệm mà hay tính nha đại nó một tá khá cũng hay rộng rồi à. Mình xuống đó mà, xuống đó cho nhiều xuống một tí một đi cà nó. Dư đó. Tí tao đi cà vô đi ta lố. Tí tao đi cà vô ta mà biết là ô tụt tù xá đi. Cũng hơi khó khăn trong quá trình lựa chọn cái hướng cửa chính của cái ngôi nhà các bạn ơi. Đằng trước cái quả đồi khá là cao nên là hai ông bà muốn chuyển hướng cái cửa chính ra cái chỗ vách núi kìa. Chỗ vách núi các bạn kìa. Bây giờ nếu mà chuyển hướng cái cửa chính xoay ra cái chỗ vách núi kia thì cái nhà hơi bị lệch. Hơi bị lệch so với mặt đường. Nên anh em đang cố gắng để làm thế nào cái ngôi nhà nó không bị méo. เดี๋ยวนี้อมหูตอนเต้ไม่จีโน่một tuần tây mình chỉ mà nó chính ra lúc trong tí là này một tuần tây chỉ mà chính ra lúc trong tí này giờ vô của ra lúc trong tí nó rồi giờ vô của ra trong mình rồi này giờ nhóc của con năm mình sẽ mùi tí thức nhưng mà đò qua rùa đấy bỏ tạt kỹ cá bắc cừu nữa hả tạt cá đâu con để cả tay của con này con để cả tay của con đấy. Sau khi chọn được cái hướng đi của ngôi nhà thì bây giờ anh em đo đạc cái góc méo xem là ngôi nhà nó đã được cân hay chưa. Không làm xong mà cái ngôi nhà nó không có góc này dài góc kia ngắn thì nó không có đẹp các bạn này. Con mót ra chơi cho cha trò. Đó là gì mua đập bớt dây thôi. Mà nó cha gì có. Mà chết cha gì, bắt cha gì. Chết mà la là gì mùi giò lại nó thay rồi. Tôi chỉ dễ là chỉ dễ mà là đâu phải là cái rau đúng rồi nó thấy chơi chỉ dùng chỉ nó chơi là nãy muốn vỏ bò lỏng phu ấy tôi mới thế này tôi muốn chơi thua tả nó để đấy cho thâu cái là hay nghe tôi là ổn nên muốn để tả đấy để chẳng để còn đi mọi cho giờ mình mong nhau không có thứ một to tôi chỉ cháu này ở tập phơi thì ở tập phơi thì nó ở tập phơi là gan bớt gì vậy? Nên cho tú xanh là xíu chị, hải này là bớt gì? Tôi là cho lo là tao mỏ, là tôi chỉ tao hay nó nín là không thể tiện mà tôi thế này tôi ấy không biết tuần nữa sẽ bao giờ. Liều này mà này từ trâu nhốt trâu của tao này nó chỉ luôn làm mà nhốt trâu trẻ nên món này chỉ một trẻ mà. Đấy chỉ mùa. Đấy nhon này của thọc tao thế mà. Giòn ta. Liều mà nhốt nhở. Con này tại sao đây? Sốt sang này sốt đẹp. Hôm nay chuyện chuyện con mấy gì nó cho học kê lớp bộ nó lâu tuổi lấy ba chuyện liền nó liền cho ông bà nó mình được không bao lụt là mình có tiền còn trò cả lấy cho nó kê mình không ba tàu thì có tệ này nó lấy tôi đây còn tên mồi rồi xiên xiêm thì có tuần thằng lấy cho tới cá chốt cha đây đây mồi xiên nó tuần đó là cho ông bà là ở trên nó cá chốt cha đây giờ thì hồi học chết thải, cháu bây giờ thả con bị phá hết rồi, cứ đi giờ thì thả mà thế này thả xong trong. Đây hôm nay mấy anh em đi làm khá là muộn nên bây giờ đã hơn 1 giờ rồi mới ngồi trong cái lều này ăn cơm này, ăn cơm với lại cá mắm rồi các bạn ạ.